Trên thế giới, Ukraine tuyên bố bắn hạ khí cầu Nga ở Kiev. Hai nước giáp Ukraine phát hiện vật thể lạ trên trời. Động đất mạnh tại miền Trung Philippines. Mỹ-Philippines tập trận chung lớn nhất trong nhiều năm. WHO họp khẩn về Marburg, một trong những loại virus nguy hiểm nhất thế giới. Tại Việt Nam, lãi suất thực tế vẫn rất cao, chuyên gia dự báo xu hướng. Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu hàng loạt lý do giá sách tăng cao, có hay không lợi ích nhóm. Trung Quốc bỏ quy định thay lái, trung chuyển phương tiện. Sau hơn 40 năm oan sai, hai cụ ông ở Vĩnh Phúc nhận bồi thường hơn 2,7 tỷ đồng. Quỳnh Ngọc xin được chào đón tất cả quý vị đến với tin tức cập nhật trong nước và quốc tế trưa nay ngày 16 tháng 2. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn Khỏe Tự nhiên để theo dõi hàng ngày. Kính mời quý vị đến với tin thế giới đầu tiên trưa nay. Ukraine tuyên bố bắn hạ khí cầu Nga ở Kiev. Thưa quý vị, vào ngày 15 tháng 2, Cơ quan Quản lý Quân sự Kiev KCMA của Ukraine cho biết 6 khinh khí cầu của Nga đã được phát hiện trên bầu trời Kiev và hầu hết đều bị bắn hạ. Cơ quan này cho biết các khinh khí cầu có thể mang theo thiết bị phản xạ góc và thiết bị trinh sát nhưng không xác định thời điểm chúng bay qua thủ đô. Trước đó, còi báo động phòng không đã vang lên khắp thủ đô Kiev vào ngày 15 tháng 2. Lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận điều này là do sự hiện diện của các mục tiêu Nga trên bầu trời. KCMA viết trên Telegram rằng, theo thông tin đang được làm rõ, đây là những khinh khí cầu di chuyển trong không trung dưới tác động của gió. Thêm rằng, mục đích của việc này có thể là để phát hiện và làm cạn kiệt hệ thống phòng không của chúng tôi. Ukraine cho rằng, triển khai khí cầu là chiến thuật mới nhất của Nga khi Moscow tăng cường tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái trong những tuần gần đây. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vào tuần này cảnh báo rằng Trung Quốc và Nga đang tăng cường các hoạt động tình báo và giám sát, trong đó có phương pháp sử dụng khí cầu. Tuy nhiên, cả Bắc Kinh và Điện Kremlin đều cho rằng NATO đang đưa ra những cáo buộc vô căn cứ. Hai nước giáp Ukraine phát hiện vật thể lạ trên trời. Theo AP, vào ngày 14 tháng 2, Romania và Moldova, hai nước láng giềng của Ukraine cho biết đã phát hiện các vật thể bí ẩn bay vào không phận. Bộ Quốc phòng Romania thông báo nước này đã điều hai tiêm kích để tìm kiếm vật thể bay được mô tả là mang kích cỡ nhỏ và có đặc điểm giống khinh khí cầu thời tiết. Trước đó, các hệ thống radar phát hiện ra vật thể lạ này khi nó bay ở độ cao khoảng 11.000 m trên không phận nước này. Tuy nhiên sau đó thì phía Romania cho hay các tiêm kích của mình không tìm thấy bất kỳ vật thể nào dù nó đã được phát hiện trên radar và do đó không có mối đe dọa nào với không phận nước này. Còn tại Moldova, chính phủ thông báo tạm thời đóng cửa không phận do phát hiện một vật thể tương tự khinh khí cầu thời tiết xuất hiện gần phía bắc biên giới giáp với Ukraine. Hàng loạt chuyến bay ở Moldova cũng đã bị hủy bỏ hoặc bị hoãn, một số chuyến bay phải chuyển hướng sang Romania. Sau khi nhà chức trách xác định không có mối đe dọa nào đối với sự an toàn của người dân, Moldova đã hủy lệnh đóng cửa không phận sau 1 giờ 22 phút. Cả hai nước đều không đưa ra thông tin vật thể này là của quốc gia nào. Động đất mạnh tại miền Trung Philippines. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 16 tháng 2, ngoài khơi tỉnh miền Trung Masbate, Philippines. Tâm chấn ở độ sâu hơn 20 km, cách ngôi làng gần nhất khoảng 11 km. Đây là trận động đất với tâm chấn nông, thường có nguy cơ tàn phá nghiêm trọng hơn so với tâm chấn sâu. Rung lắc có thể cảm nhận thấy tại các tỉnh lân cận ở miền Trung nước này. Hiện chưa rõ thông tin về thiệt hại nhưng không có cảnh báo sóng thần. Một quan chức về thảm họa cho biết các tòa nhà và kiến trúc khác trong khu vực dường như không bị hư hại. Tuy nhiên, Sở Giáo dục tỉnh Masbate đã yêu cầu các trường học phải đóng cửa hôm nay do vẫn còn cảm thấy dư chấn. Cũng tại Philippines, vào ngày 15 tháng 2, Tư lệnh quân đội Romeo Brunner cho biết trong năm nay, nước này và Hoa Kỳ sẽ tiến hành cuộc tập trận quân sự chung lớn nhất từ năm 2015. Sự kiện này nhấn mạnh mối quan hệ cải thiện của Manila với Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. và diễn ra khi đất nước Đông Nam Á lên án các hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông, bao gồm vụ việc chiếu tia laser vào tàu công vụ của họ. Cuộc tập trận Balikatan thường niên sẽ được tiến hành vào quý 2 năm 2023 với sự tham gia của nhiều binh sĩ hơn so với con số là 8.900 của năm trước. Theo ông Brunner, tập trận không chỉ tập trung phát triển khả năng chiến đấu của cả hai lực lượng vũ trang, mà còn về các vai trò phi truyền thống,
như hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa. Tổng thống Marcos vào ngày 14 tháng 2 đã triệu tập đại sứ Trung Quốc để bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng về cường độ và tần suất các hoạt động của Bắc Kinh ở Biển Đông. Philippines đã cho phép Washington tiếp cận nhiều hơn với các căn cứ quân sự của mình trong nỗ lực ngăn chặn sự hung hăng ngày càng tăng của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Biển Đông và căng thẳng đối với Đài Loan. Tiếp theo, WHO họp khẩn về Marburg, một trong những loại virus nguy hiểm nhất thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 14 tháng 2 về việc virus này bùng phát ở châu Phi. Đây là virus vốn gây ra một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất thế giới. Các quan chức y tế cho biết, virus này lần đầu tiên được phát hiện vào cuối những năm 1960 có liên quan đến Ebola. Tuy nhiên, nó nguy hiểm hơn nhiều với tỷ lệ gây tử vong cho những người mắc bệnh tới 88%. Virus này đang lưu hành ở một số quốc gia châu Phi trong vài tháng qua, bao gồm cả Guinea-Bissau. Một số ít trường hợp đã được phát hiện ở Ghana vào cuối năm ngoái. Theo CDC Hoa Kỳ, các triệu chứng xuất hiện sau khoảng 5 đến 10 ngày nhiễm virus, bao gồm sốt đột ngột, ớn lạnh, nhức đầu và đau cơ. Nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến sốc, xuất huyết ồ ạt và suy đa tạng. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Một số báo cáo riêng lẻ nói rằng Marburg giống như Ebola có thể gây chảy máu ở mắt, nứa, mũi và các vùng khác. Vừa rồi là tin thế giới và tiếp sau đây mời quý vị cùng đến với phần tin tại Việt Nam. Lãi suất thực tế vẫn rất cao, chuyên gia dự báo xu hướng. Vâng thưa quý vị, trong những ngày qua, hàng loạt ngân hàng thông báo hạ lãi suất huy động xuống dưới 9,5%. Ở chiều cho vay, một số ngân hàng cũng có thông báo giảm. Tuy nhiên thực tế thì lãi suất tiền gửi hoàn toàn khác với mức công bố chính thức, cao hơn từ 1% trở lên. Ở đầu ra, một số ngân hàng cũng công bố các gói cho vay với lãi suất ưu đãi hoặc lãi suất giảm từ 0,5 đến 1%. Một số khác thì không thay đổi. Có ngân hàng còn ở mức cao hơn cả dịp cuối năm ngoái, lên 14,5% một năm. Các ngân hàng có mức thấp hơn nhưng yêu cầu hồ sơ với tiêu chí quá cao, bao gồm thanh toán hết hợp đồng cũ, có kế hoạch doanh thu tốt, trong khi các chuyên gia đều dự báo năm nay khó khăn, các công ty từ cuối năm ngoái đến năm nay chưa khởi sắc. Các điều kiện từ phía các ngân hàng rất khó để doanh nghiệp có thể tiếp cận được gói vay với lãi suất ưu đãi. Một số doanh nghiệp cho rằng hiện các ngân hàng đều đang chờ đợi động thái của chính phủ và ngân hàng quốc gia. Nếu chính phủ không có chính sách tháo gỡ cụ thể, các doanh nghiệp sẽ không đủ điều kiện để vay vốn, chờ đợi càng kéo dài, doanh nghiệp càng dễ chết. Tại một buổi tọa đàm vào chiều ngày hôm qua ngày 15 tháng 2, các chuyên gia cho rằng ngân hàng quốc gia chỉ có thể xem xét việc hạ lãi suất sớm nhất từ giữa năm khi các yếu tố tiêu cực bên ngoài không còn tác động mạnh. Chuyên gia kinh tế, phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thế Anh, Đại học Kinh tế Quốc dân nhận định, lãi suất của Việt Nam hiện đang ở mức đỉnh và đang trên đà đi xuống. Tuy nhiên, mức giảm nhanh hay chậm phụ thuộc vào quan điểm của ngân hàng. Hiện lãi suất của Việt Nam cao hơn nhiều so với các quốc gia khác trên thế giới. Nếu tiếp tục duy trì ở mức cao như hiện nay, sẽ khiến cho nhiều doanh nghiệp sụp đổ và phá sản. Tiếp theo, Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu loạt lý do giá sách tăng cao, có hay không lợi ích nhóm. Vâng thưa quý vị, trong báo cáo gửi Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết giá sách giáo khoa được quản lý theo luật giáo dục, luật giá, luật xuất bản. Sách giáo khoa không thuộc danh mục mặt hàng do nhà nước định giá mà thuộc danh mục kê khai giá. Theo đó, thì các doanh nghiệp, nhà xuất bản tự quyết định, tự chịu trách nhiệm về giá trước pháp luật. Cơ quan quản lý không quyết định giá cũng không can thiệp vào việc định giá. Như quý vị đã biết, trong thời gian qua, một số bộ sách mới có giá cao hơn so với trước đây. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đó là do khổ sách, số sách và số màu in trong sách. Chi phí nguyên vật liệu, nhân công cũng đều tăng cao. Một số chi phí như bản thảo, nhuận bút lần đầu, trước đây chi trả từ nguồn ngân sách, nay không được hỗ trợ nên tính cả vào giá. Ngoài ra còn chi phí quảng bá, giới thiệu sách, lợi nhuận, v.v. Trước đó, tại Việt Nam chỉ áp dụng một bộ sách giáo khoa do nhà xuất bản giáo dục in ấn và phát hành. Từ năm 2020 đến nay, Việt Nam có 7 nhà xuất bản tham gia biên soạn sách. Trên cơ sở phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính sẽ tiếp nhận kê khai giá sách theo quy định về giá. Trong kiến nghị gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, cử tri Lâm Đồng đề nghị chính phủ sớm xem xét trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan đến vi phạm trong biên tập, lựa chọn sách và cho rằng việc thay đổi sách giáo khoa gây thất thoát và lãng phí. Tại Sài Gòn, cử tri cũng gửi kiến nghị bộ này làm rõ vấn đề quản lý giá. Tiếp theo là một thông tin đáng chú ý liên quan đến tình hình hoạt động tại cửa khẩu. Trung Quốc bỏ quy định thay lái, trung chuyển phương tiện. Đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết, từ sáng ngày hôm qua ngày 15 tháng 2, lái xe và phương tiện vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu Kim Thành của Việt Nam và Trung Quốc đã đi thẳng vào điểm giao nhận,
không phải thay lái hay là thay phương tiện trung chuyển như trước đây. Hiện phía Trung Quốc đã gỡ bỏ hoàn toàn việc thay lái xe, việc xe chở hàng có đi thẳng hay không là do chủ hàng phía Trung Quốc và Việt Nam quyết định. Trong ngày hôm qua, đã có 17 lượt xe Việt thông quan thẳng qua cầu Kim Thành vào điểm giao hàng tại Hà Khẩu Trung Quốc và quay trở lại Lào Cai. Việc này sẽ giúp cho thông quan được nhanh chóng. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gần đây Trung Quốc công bố danh sách 20 quốc gia thí điểm tổ chức đón khách du lịch theo đoàn từ ngày 6 tháng 2, trong đó có 7 nước ASEAN nhưng không có Việt Nam. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi Bộ Văn hóa Du lịch Trung Quốc kiến nghị đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia thí điểm du lịch theo đoàn. Sau hơn 40 năm oan sai, hai cụ ông ở Vĩnh Phúc nhận bồi thường hơn 2,7 tỷ đồng. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua ngày 15 tháng 2 tại Vĩnh Phúc, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã trao số tiền là gần 1,1 tỷ đồng bồi thường tiền oan sai cho cụ ông Trần Ngọc Trinh, 82 tuổi, trú tại huyện Sông Lô. Theo dự kiến, vào ngày hôm nay ngày 16 tháng 2, đơn vị này sẽ tiếp tục trao số tiền là gần 1,7 tỷ đồng bồi thường tiền oan sai cho gia đình ông Trần Trung Thám cùng khu vực. Cụ ông này hiện đã qua đời. Ông Trinh, ông Thám cùng với ông Khổng Văn Đệ, 100 tuổi, là ba người bị hàm oan trong vụ án mạng xảy ra vào năm 1980, tức là cách đây 43 năm. Vào tháng 10 năm 2019, tức là 39 năm sau khi bị kết án, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã tổ chức xin lỗi công khai ba ông. Ông Đệ là người đầu tiên chấp nhận mức bồi thường gần 1,2 tỷ đồng. Trong khi đó, gia đình ông Trinh và ông Thám khởi kiện yêu cầu bồi thường tổng là 38 tỷ đồng. Tuy nhiên, tòa án tuyên bố Viện Kiểm sát bồi thường cho ông Trinh gần 1,1 tỷ, gia đình ông Thám gần 1,7 tỷ và tổng là 2,7 tỷ. Theo báo Thanh Niên, con trai ông Thám cho biết do vụ án đã quá lâu nên gia đình chấp nhận số tiền bồi thường trên. Hôm nay, anh sẽ cùng với mẹ và một số thành viên trong gia đình làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa nay của Cảnh Tự nhiên. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin kế tiếp.